Sau 10 năm chễm chệ trên đỉnh thế giới, Marvel giờ đây lại xuống dốc không phanh với nhiều dự án kém xa kỳ vọng. Gần đây, The Marvels tiếp tục sát muối và nỗi đau của người hâm mộ khi chỉ đạt điểm trung bình trên những trang đánh giá và lẹt đẹt trên đường đua phòng vé, bất chấp việc được đầu tư gần 300 triệu đô. Nhạt nhòa là vậy, nhưng The Marvels vẫn để lại chút điểm nhấn, đó là một số thông tin quan trọng hứa hẹn về màn bùng nổ trở lại của MCU trong tương lai. Vậy, những chi tiết đó là gì? Chúng sẽ có tác dụng thế nào với thế giới Marvel trong kỷ nguyên đa vũ trụ? Hãy cùng với Vim tìm hiểu ngay sau đây. Lưu ý, phần sau của video sẽ tiết lộ toàn bộ những thông tin quan trọng trong The Marvels, nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé! Đầu tiên, chúng ta cần ôn lại các sự kiện trong phim để hiểu được kết cục và những diễn biến sẽ xảy ra sau The Marvels. Ở phần đầu tiên, sau khi thoát khỏi sự điều khiển của Supreme Intelligence, Carol Danvers đã bay thẳng đến hành tinh Hala để phá hủy bộ não của trí tuệ nhân tạo này. Tuy nhiên, hành động đó đã vô tình tước đi năng lượng mặt trời và hệ sinh thái của cả hành tinh, khiến hàng tỷ sinh mạng của người Kree bị đe dọa. Trong tình thế đó, một nhà cách mạng mang tên là Doyle Benn đã nảy ý tưởng du hành xuyên qua các hành tinh để đánh cắp tài nguyên cho quê nhà. Nhưng để khai mở được những cánh cổng không gian, ả ta cần đến cổ vật trong truyền thuyết của người Kree, đó là cặp vòng tay lượng tử bị thất lạc, trong đó có một chiếc bị chôn vùi trên hành tinh mang số hiệu MB-419. Trong lúc cố gắng mở cánh cổng chưa hoàn thiện, Doyle Benn đã vô tình khiến ba nhân vật chính bị vướng vào vòng lặp đổi chỗ mỗi khi họ sử dụng sức mạnh. Từ sự cố kể trên, nữ phản diện cũng phát hiện ra chiếc vòng lượng tử còn lại đang thuộc sở hữu của Miss Marvel. Do đó, nhân lúc tiện đường chiếm lấy mặt trời của trái đất, ả ta khống chế được Kamala Khan và lấy được chiếc vòng còn lại nhằm đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Tuy nhiên, vì không thể chịu được sức mạnh áp đảo của món cổ vật, Doyle Benn đã bị nổ tung, qua đó khiến cánh cổng tại trái đất bị xé toạc, mở ra một chiều không gian khác. Nhận thấy hiện tượng xâm lấn thực tại sắp xảy ra, Monica Rambeau không còn cách nào khác đành phải vá lại lỗ hổng từ bên trong, qua đó chôn chân ở thực tại xa lạ kia. Bất lực trong việc giải cứu người đồng đội, Carol và Kamala đành trở về trái đất và cùng gia đình dọn về ngôi nhà cũ của hai mẹ con Rambeau. Chưa dừng lại ở đó, Captain Marvel cũng không quên quay lại hành tinh Hala để thắp sáng lại mặt trời cho người Kree. Về phần Miss Marvel, sau khi được truyền cảm hứng từ trải nghiệm chiến đấu với biệt đội Marvels, cô bé đã mượn hệ thống dò tìm của Nick Fury để bắt đầu thu nạp các thành viên cho đội Young Avengers. Đầu tiên, mình sẽ đưa ra phỏng đoán cá nhân để giải thích vì sao biên kịch lại để Kamala Khan là người lập ra đội Avengers trẻ. Có thể thấy, sau khi cùng Captain Marvel bảo vệ trái đất, cô bé chắc hẳn phải nhận được sự yêu ái của Carol Danvers lẫn niềm tin từ Nick Fury. Do đó, việc Miss Marvel có được thiết bị dò tìm cũng không quá bất ngờ, nhất là khi câu chuyện truy tìm siêu anh hùng của Kamala gợi nhớ về năm 2008, nơi cựu giám đốc của SHIELD cũng được truyền động lực bởi Captain Marvel để thành lập ra nhóm Avengers đời đầu. Và ở phân cảnh cuối, ta có thể thấy Kamala đã ngồi chờ Kate Bishop trong bóng tối. Đây có lẽ là chi tiết liên hệ tới những lần xuất hiện đầy bí ẩn của Nick Fury. Sau đó, cô bé đề xuất ý tưởng về một nhóm siêu anh hùng trẻ nhằm thuyết phục truyền nhân của Hawkeye. Không chỉ vậy, Kamala còn đề cập tới Casey Lang, con gái của Ant-Man như một lựa chọn đáng cân nhắc. Từ những diễn biến kể trên, đây chính là dấu hiệu cho thấy Marvel Studios sẽ thực hiện sự giới thiệu nhóm Young Avengers khả năng cao để chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Kang, kẻ đang được coi là phản diện chính của toàn bộ Multiverse Saga. Tuy nhiên, hãng phim vẫn chưa đưa ra công bố nào về các dự án có mặt Young Avengers. Vì thế, chúng ta sẽ còn phải chờ xem liệu nhóm siêu anh hùng tuổi teen sẽ xuất hiện trong Thunderbolts hay là sự kiện Secret Wars. Ít lâu trước đây, chúng mình đã có một video riêng để phân tích các khả năng cũng như dự đoán những thành viên sẽ gia nhập biệt đội báo thù trẻ trong tương lai. Các bạn hãy ghé qua nếu muốn tìm hiểu thêm nhé! Bây giờ, hãy đến với phân đoạn đáng giá nhất trong The Marvels. Ở cảnh After Credit, Monica Rambeau tỉnh dậy trên giường bệnh và nhìn thấy một phiên bản trẻ hơn của mẹ mình đang đắp chăn ngồi cạnh. Trong tập 4 của series WandaVision, Monica trở về từ cái búng tay của Thanos và tỉnh dậy trong một bệnh viện. Sau đó, cô phát hiện ra mẹ của mình đã qua đời vì ung thư trước cả khi cô kịp nói lời từ biệt. Nhưng, ở thực tại mới, Monica nhận ra Maria không hề biết cô. Sau đó, một nhà khoa học lạ mặt bước đến và lý giải nguyên do vì sao Monica có mặt ở đây. Ông ta kể lại rằng cô được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh ngoài không gian và được một siêu anh hùng mang tên là Binary giải cứu.
Ngoài ra, nhà khoa học này cũng biết Monica đến từ một vũ trụ song song bằng cách vượt qua cánh cổng thời không. Nhưng điều đáng chú ý ở đây không phải là thông tin đó mà là danh tính của người nói kia. Fan hâm mộ Marvel có lẽ chẳng còn xa lạ gì với gương mặt này. Anh là Beast, một trong những dị nhân trụ cột của nhóm X-Men. Trong truyện tranh, Beast hay còn được gọi là Hank McCoy là một nhà khoa học bị biến thành quái thú màu xanh sau khi tiêm một loại huyết thanh mà anh ta tưởng có thể chữa trị gen đột biến. Trong nhóm X-Men, Hank McCoy sở hữu trí thông minh ngang ngửa với giáo sư X, kèm theo đó là thể chất vượt trội và độ bền siêu phàm. Lần đầu tiên xuất hiện của nhân vật này chính là trong bộ phim X-Men The Last Stand dưới sự thủ vai của nam diễn viên Kelsey Grammer, người đã lồng tiếng trở lại cho Beast trong phân cảnh After Credit. Ngoài ra, Grammer cũng sắm vai cameo ở phân cảnh cuối trong X-Men Days of Future Past với tư cách là giáo sư tại trường học Xavier. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn cần chờ xem liệu Beast ở cảnh After Credit của The Marvels có phải là phiên bản trong X-Men The Last Stand hay là Days of Future Past không? Mình nghĩ khả năng cao là không vì biến thể này hiểu biết rất rõ về đa vũ trụ, trong khi các phiên bản trước đó vẫn còn đang loay hoay với phương thuốc chữa người đột biến. Với màn nhá hàng Beast của Kelsey Grammer, có lẽ câu hỏi lớn nhất mà người hâm mộ đang cần được giải đáp là khi nào thì các X-Men sẽ chính thức xuất hiện? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần nhìn lại những câu thoại của Beast. Ông ta nói với Monica rằng giáo sư Charles Xavier đang chờ đợi để được gặp cô. Chi tiết này thể hiện hai điều. Thứ nhất, thực tại mà Monica đặt chân tới không phải là vũ trụ 838, nơi giáo sư X đã chết dưới bàn tay của Scarlet Witch trong Doctor Strange phần 2. Thứ hai, với màn nhá hàng về hai phiên bản dị nhân từ thập niên 2000 trong The Marvels và Doctor Strange phần 2, Marvel đang thể hiện ý định sẽ tuyển mộ những tượng đài X-Men trở về với MCU trong tương lai gần. Ở đó, họ có thể bị kéo vào các sự kiện trong Deadpool 3 hay là Avengers The Kang Dynasty. Cũng không quên loại trừ khả năng đây chính là vũ trụ trong X-Men The Animated Series, một show truyền hình mà hãng Marvel sẽ hồi sinh mang tên là X-Men 97. Thậm chí, có giả thuyết cho rằng tổ chức do giáo sư X đứng đầu có thể tồn tại trong vũ trụ chính mang số hiệu 616. Bởi lẽ, sự xuất hiện tới hai lần của các biến thể X-Men trong đa vũ trụ lại càng củng cố cho ý tưởng này, nhất là khi các dị nhân đơn lẻ khác như Namor và Miss Marvel cũng đã được giới thiệu là người đột biến. Nhưng dù có bao nhiêu giả thuyết đi chăng nữa, chúng ta vẫn cần đợi tới tháng 7 năm sau khi Deadpool phần 3 ra mắt để xem Marvel sẽ đưa các dị nhân vào MCU như thế nào. Đến đây thì có thể nói là Multiverse Saga đang dần tới hồi cao trào rồi các bạn ạ. Và cho dù phiên bản dị nhân mới có thay đổi như thế nào, chỉ cần được nhìn thấy những tượng đài tuổi thơ quay về cũng đủ để khiến chúng ta đặt thêm niềm tin vào chất lượng của Deadpool 3 nói riêng và Phase 5 nói chung rồi đúng không? Trở lại với phân cảnh After Credit, sau khi lắng nghe Beast giải thích, Mariah Rambeau đứng dậy khỏi chiếc ghế và để lộ bộ trang phục của Banneri, một trong những phiên bản hùng mạnh nhất của Captain Marvel. Trong tập truyện Uncanny X-Men số 164, Carol Danvers cùng với các dị nhân đã bị bắt cóc để trở thành con tốt trong một thí nghiệm cấy ghép gen. Tuy nhiên, sau sự kiện này, Carol Danvers bất ngờ bộc phá sức mạnh tiềm ẩn để trở thành Banneri, một thực thể vũ trụ với khả năng di chuyển với tốc độ ánh sáng và điều khiển được năng lượng của các vì sao. Còn trong MCU, Banneri lại là Mariah Rambeau. Biến thể này sở hữu thêm hai chiếc vòng tay lượng tử, cho thấy năng lực của cô được tổng hợp từ sức mạnh của cả ba thành viên trong The Marvels. Tuy nhiên, chưa chắc nhân vật này là thành viên thuộc nhóm dị nhân, đặc biệt là khi Banneri từng từ chối gia nhập với X-Men trong truyện tranh. Và giống như hội Illuminati trong vũ trụ 838, có lẽ X-Men mới là đội nhóm bảo vệ trái đất trong dòng thời gian này, còn Banneri chỉ là một cộng tác viên thời vụ mà thôi. Ngoài ra, có một điều đáng lưu ý ở đây là ngoài thân phận người thường ở thực tại 616, Mariah Rambeau còn có hai biến thể trở thành Captain Marvel tại vũ trụ 838 và thực tại mà Monica đặt chân tới. Điều này liên kết trực tiếp tới một phân cảnh đắt giá trong The Marvels khi Carol Danvers từng trở lại trái đất và nói với mẹ của Monica rằng đáng lẽ người nhận được sức mạnh của đá không gian phải là Mariah. Chi tiết này cho thấy trong rất nhiều dòng thời gian ngoại trừ vũ trụ 616, Mariah Rambeau mới là người trở thành Captain Marvel, chứ không phải là Carol Danvers. Vì thế, nếu như một hậu truyện nữa được bật đèn xanh, có lẽ sẽ là cơ hội rất lớn để các nhà làm phim khai thác sâu hơn về giá trị đằng sau danh xưng Captain Marvel. Có thể thấy chỉ với vài phút ngắn ngủi ở đoạn After Credit, chúng ta đã được đón nhận rất nhiều giả thuyết lẫn tiềm năng về các dị nhân và Captain Marvel. Vậy thì sau khi lắng nghe những phân tích của chúng mình, các bạn có ngóng chờ với những diễn biến tiếp theo của MCU?
liệu Carol Danvers có xứng đáng sở hữu một trilogy để hoàn thiện hành trình phát triển như các siêu anh hùng trụ cột khác? Và những thông tin về Deadpool phần 3 có khiến bạn đặt thêm niềm tin vào tương lai của vũ trụ điện ảnh Marvel? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn sớm gặp lại. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.